Hello, xin chào nhà. Rồi em sẽ lên mấy con mới và sale một mớ hàng cũ đó với giá tốt cho cả nhà luôn. Tổng cây xả nha. Đây em lên một con đồng hồ Stu HR Link nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, lắc nhẹ là chạy, có cả cốt tay luôn. Đồng hồ này hãng của Mỹ nha cả nhà, rất rất đẹp luôn. Đây nó có ghi luôn, kính của nó là Kistana Crystal nha, cứng hơn cả Sapphire luôn nha cả nhà. Đó, Stu HR Link Original nha. Rồi con này thì có 20 chân kính nha cả nhà, size của nó là 44 nha, 44 càng là 51. Con này em bán là 1750 bao ship nha. Ai mà chuyển khoản full cho em tặng cho bộ dây sơ cua nha cả nhà. Đó, em dây sơ cua khóa riêng luôn nè. Đó thì cả nhà cứ lên Google giùm em, Kistana Crystal đó, kính này, mặt kính nè, cứng hơn cả Sapphire luôn. Nó rất đẹp nha, khó chạy xước. Mặt à, rất là đẹp luôn, rất là ảo. 1750 bao ship nha, có tay. Rồi em qua một con khác nha, em có một con đồng hồ JW đó này, em thấy còn siêu luôn, như là mới 100% đó. Đó em bán cho cả nhà là 830 bao ship nha. Thì con nó size của nó là 41 nha, 41 càng là 47. Mặt đen hai kim đó, đáy còn nguyên tem đáy luôn, serial number nè, tất cả là thép không rỉ, như rất là mỏng như thế nha, mỏng có 5.0 mà 830 bao ship nha. Rồi đây em mới về một em siêu phẩm luôn nè, đồng hồ thương hiệu của Ý nha. Đó, ba bánh xe, ba bánh răng xoay và ba kim. Ba bánh răng ở đây là bấm giờ thể thao nha, lịch cười, cọc số thì la mã. Đó, nền ngoài thì nó có một sợi dây cáp, đó, dây cáp nè, dây cáp nha, chứ không phải dán vô nha. Đó, dây cáp được cố định bằng bốn con ốc. Đó, size của nó là 43 mà càng của nó hơi dài cỡ 52, tay phải trên 16 mới đeo nổi nha, full vàng luôn. Đó, dây khóa đồ nguyên riêng hết luôn nha cả nhà. Thì con này em bán cho cả nhà là 1380 bao ship nha, rất là đẹp luôn, lịch cười nha. À, dần nè, reset nè, đó con này có dạ quang luôn nha, như dạ quang là kim, dạ quang kim nha các nhà, rất là độc nha, cực kỳ hiếm. Em cũng mới thấy lần đầu đồng hồ mà được kết hợp với dây cáp nè. Đó, mặt thì hai lòng, có thêm ba bánh răng xoay và ba kim, bấm giờ thể thao nha, khóa rin, nấm rin, dây rin, rồi đằng sau là đáy xoáy chống nước 100 m nha. Rồi rồi em lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ. Đây một em đồng hồ Daiseo thương hiệu của Ý, máy là máy Thụy Sĩ nha, 808 bao ship đó, rất là đẹp luôn. Size của nó là 40, full vàng luôn nha cả nhà. Đó, dây đồ khóa đồ nguyên liên hết nha. Đó, 808 bao ship, hai ô cửa lịch, dạ quang nè, dạ quang sáng luôn. Đó, dạ quang sáng luôn nha, máy Thụy Sĩ nha, dây vỏ khóa vàng hết luôn, full vàng, hai con ốc này vàng luôn, dây da bò nha. Đó, nguyên riêng 808 rồi nha.
Rồi em có một con đồng hồ Casio nè. Đây, còn sổ sách nó luôn. Đây tab nó đây nữa nha. WVAM630 mua mới nè, gần 20.000 yên, tương đương với 4 triệu nha. Tương đương với 4 triệu. Sổ sách nè. Thì con này em bán cho cả nhà là 850 bao ship nha, pin năng lượng. Pin năng lượng. Đó, dòng multiband 6 size 41 đo ngang 42. Dạo quang học trò nha. Dạo quang học trò có đèn trợ sáng. Pin năng lượng khỏe, xem giờ thế giới 5 báo thức. Bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao. Đó. Dây của nó là dây thép đúc khóa bấm nha. Rồi. Đó, 850 bao ship. Rồi, con này em sale nhẹ cho nhà nha. Đó. Rất là độc luôn, 1 triệu tư nha. Ethnot Ceramic. Đó. Vỏ vàng nha. Còn, cái khung bằng thép đúc mạ vàng. Còn chất liệu dây của nó nè, mấy cái đen đen là đá ceramic nha. Còn mặt có đính thêm 3 viên đá kim cương nhân tạo với một ô cửa lịch. Kính là kính vát cạnh nữa nha. Kính vát cạnh nha. Dây cực dài luôn, khóa là khóa bấm nha. Đằng sau có ghi. Đó, ceramic. Em bán cả nhà 1,4 triệu nha. Size của nó là 32, càng là 39. Cực độc luôn. Khóa là khóa bướm, dây thép đúc nha. Họ mua vô cao rồi. Bớt cho cả nhà 80 thôi. Rồi. Đây, em có con Emporio Armani. Đó, con này là giống như hàng mới chưa qua sử dụng luôn nha. Dây nè, cực kỳ đẹp luôn, hàng trưng bày nha. 1 năm 50 bao ship luôn. Đó, chạy cơ chế là 6 kim bấm giờ thể thao nữa nha. Dừng nè, reset nè. Đó. Kim là kim mắt ngỗng nha, chạy cơ chế 6 kim bấm giờ thể thao. À, số La Mã, kiểu dáng là rất là độc luôn. Size của nó là 41 nha, càng là 52. Con này giá mới rất là cao nha, 1 năm 50 bao ship nha. Emporio Armani, hàng của Ý nha. Đó, lên tay rất là sang đó nha. Thiết kế là quá ngầu quá độc luôn, 1 năm 50 bao ship nha. Tiếp theo em sale cho cả nhà một con đồng hồ for sale của Mỹ. For sale của Mỹ, máy là máy CDN 21 chân kính, đó máy sản xuất tại Nhật luôn, Japan nè. For sale 21 chân kính, đáy là đáy xoáy. Em sale cho cái nhà là 1,680 bao ship luôn. Đó, mua vô 1,5 triệu rồi. Size của nó là 43.5. Mua vô 1,4 triệu mấy á, đó. Sợi dây hư phải thay sợi dây, đó, khóa riêng luôn nha. Đó, cọc số La Mã, máy Citizen, bền là bền trọn đời, là bộ máy quốc dân rồi đó nha. Đó. Đáy xoáy nha. Con này thì càng nó cỡ 52, tay phía trên 16 mới đeo nổi, 1,680 bao ship nha. Rồi. Đây, một em đồng hồ của Đức nha, LED weather của Đức. Hàng new chưa qua sử dụng luôn đó nha. Chạy cơ chế là 6 kim kim trôi nha, mặt hai lòng. Dây thép đúc. Đó, sale luôn 950 bao ship nha. Con này em bị khách quen bơm nè. Đó. Lỗ tiền ship giờ em sale luôn, sale nhẹ xả vía nha, 950. Con này mấy shop khác đang bán 1,5 triệu, 1,2 triệu đó nha. Một LED weather nè. Đó, của Đức nha. Size là 41. 41 càng là 49 nha, tay 16 thoải mái, đằng sau là đáy xoáy luôn. Đó, nguyên siêu luôn luôn nha. 950 bao ship nha nha.
một ô cửa địch. Rồi con này em sale chẵn với cái nhà là 1 triệu nha, for sale của Mỹ nha, địch cười chạy cơ chế 6 kim, nó len keng luôn. Size của nó là 44 nha, 44 mà càng 53 tay với trên 16 đây rồi, đeo mới đeo nổi đó, 1 triệu, rất là đẹp luôn nha. Bụi nè, cái nào dơ là em tự động vệ sinh ở nhà luôn, không phải đợi nhắc. Nó rất đẹp, 6 kim bấm giờ thể thao nha. Đó, có kim xoay nè, dần reset nè, lịch cười nhớ nha. Rồi đây em còn 4 con 4 màu đi đó, orange nha, 4 con 4 màu orange 3 sao hàng new chưa qua sử dụng đó, kính sapphire máy máy Nhật đó, orange 3 sao nha đó, kính sapphire rất là đẹp luôn, 780 bao ship nhả nha. Ba con này vỏ vàng, con này vỏ bạc nè đó, giá này giá một con thôi nha, rất là đẹp luôn đó nha, 780 bao ship nha, cả nhà cứ lựa mẫu thoải mái. Đây em đo size luôn nha, hai chị size của nó là 29 chưa nấm nha, càng là 42. Rồi em qua con khác nha, tiếp tục em sale cái nhà một con đồng hồ thương hiệu của Đức, Rep Tiger, máy là máy Thụy Sĩ, chạy cơ chế 3 kim 4 kim với hai bánh răng xoay nha, kim là kim choi đó, dây khóa nè, máy Thụy Sĩ nha cả nhà, nó có ghi luôn, kính là kính vờm, kính cầu lòi nha, con này em bán 2 triệu 6 nha, nhập vô 2 triệu 4 rồi, 2 triệu 6 là bao ship luôn cả nhà. Con này size của nó là 43, tay phải trên 16 mới đeo nổi nha, dạ quang cực kỳ sáng luôn, kim choi máy Thụy Sĩ nè, cái đĩa xoay nè, đó là kim dây. Đó, kim cho dần nè, reset nè, dần chạy tiếp nè, dần nè, reset ba cái nấm nè, nó to hơn nấm ở nhà luôn. Rồi xa 2,6 triệu nha. Rồi một em đồng hồ Colombia nè, full box mới chưa qua sử dụng luôn, sale nhẹ cho cả nhà luôn, 630 bao ship nha, mua vô 500 rồi, Colombia nha. Đó, một ô cửa lịch nè, còn nguyên táp nguyên tem đáy Colombia, độc lạ nha, 630 bao ship, size của nó là 44 nha, 44 đó, nguyên hộp luôn đó nha, nguyên hộp nha. Rồi một em đồng hồ Casio em mới thay pin luôn, nguyên hộp nha, Casio G sốc, hôm nay em sale bớt nha, hàng nhiều quá cả nhà. Còn em Casio G sốc nha, bán 580 luôn, có hộp đầy đủ nha, Casio G sốc mới thay pin cái rợp luôn, rồi, 580 nha, mua vô 450 rồi. Thì con này nó có thêm tuổi trăng và thủy triều nha, xem thủy triều nè, tuổi trăng nè, bấm giờ thể thao nè, đếm ngược, năm báo thức nha, xem giờ thế giới, đèn sáng nè, hôm bữa đèn tối là em biết hết pin rồi, em ra em thay luôn, không có đợi nhắc gì hết. Đó, rất là đẹp nha, 580 bao ship, nếu mà đo ngang thì 50 nha, còn đo chéo cỡ này là cỡ 46 rồi nha. Đó, rồi đây tiếp tục em lên cửa nhà một con đồng hồ Galaxy thương hiệu của Ý nha, kính là kính tráng gương, cái viền trong nó có tráng gương, thì ở mặt trong là mặt xanh, mặt xanh phong thủy là lịch thượng nè, đó, thứ nè, tháng nè, 24 giờ nè, đồng đây là đồng hồ cơ nha, đó lắc nhẹ là chạy, có cả cốt tay luôn ở nhà.
Rồi, hôm nay em bán cho cả nhà nè. Nè, còn nguyên tem đấy chưa qua sử dụng nha. Đó, bán cho cả nhà chẳng 1 triệu 8 bao ship nha. Khóa nè. Đó, khóa bướm, khóa bấm. 1 triệu 8 nha. Size của nó là 40. Càng là 47 nha. Đó, quá đẹp luôn. Kính là đẹp càng. Đó, có cả kính tráng gương, lịch thượng nè. Ứng nhanh qua ngày, ứng nhanh qua thứ, ứng nhanh qua tháng. Đó, kim 24 giờ, trăng sao nữa nha cả nhà. Có phim trăng sao nữa nha, automatic. Đằng sau còn nguyên tem đáy luôn, lộ máy sau, ở đằng trước là 6 kim trăng sao. Hàng của Ý nha, Galaxy. Đó, len ken luôn, đằng sau còn nguyên tem đáy chưa sử dụng luôn á. Rồi, con này em sale, xả sale cho cả nhà luôn. Một em đồng hồ Ford siêu của Mỹ nha. Máy là máy Thụy Sĩ. Máy pin á. Em nói phần pin là Thụy Sĩ, còn dưới là cơ. Đó, chạy vừa cơ vừa pin luôn á nha. Đó, xả sale cho cả nhà luôn. Hộp 780 bao ship full box nha. Nguyên hộp luôn á nha. Sổ sách rồi đầy đủ nha. 1780 bao ship. Nấm là nấm thượng. Đó, nấm gốc 12 giờ. Size của nó là 44 nha. Đó cả nhà. Lúc mình lắc tay ở dưới nó chạy nè, kim choi nè, còn trên chạy phần pin nè, pin Thụy Sĩ nha, Thụy Sĩ nha cả nhà, Ford siêu hãng của Mỹ. Đó, khóa vàng luôn, độc lạ nha, size 44 thì tay phải trên 16 mới đeo nổi, càng thì 52 tay trên 16 mới đeo nổi nha. Đó, lúc mình đeo thì cơ nó chạy. Đó, mình không đeo thì kim nó vẫn chính xác cho mình. Kim giờ kim phút nè. Rồi, sale tiếp cho cả nhà một con đồng hồ lo bo nha, hàng new chưa qua sử dụng luôn, 1980 bao ship nha, mua vô 1,8 triệu cả nhà. Này là hàng new chưa qua sử dụng, chạy bộ máy là Citizen 21 chân kính nha, size của nó là 41 5 cho 42, lắc nhẹ là chạy nè cả nhà. Đó, có cả có tay luôn. Dây là dây thép, dây lụa nha, dây rút. Đó, có cả có tay nha, tay nào vô cũng được hết. Size 41 càng có như bốn mấy, tay 16 thoải mái nha, càng 48 tay 16 thoải mái luôn. Đó, hôm nay em tổng cây xả nha, xả bớt rồi. Một em đồng hồ Ford siêu này độc lạ nè cả nhà. Lắc tay nó vẫn còn chạy nha. Đó, vẫn còn chạy nè. Đó, em bán ở nhà 900 bao ship nha. Coi như em bán phần pin thôi, 5 kim. Đó, Ford siêu. Size của nó là 44 luôn. Đó, 900 bao ship nha. Rồi, con này em sale nhẹ cho nhà luôn. 2 triệu 180 ngàn bao ship nha. Cogu Italy, hãng của Ý. Đó. Đây, lộ máy độc lạ nha. Con này là dành cho phi công hoặc là lễ tân. Hoặc là khách nào hay đi nước ngoài nè. Nó có niềng xoay ngoài nè cả nhà. Niềng xoay nè. Niềng xoay ngoài, 24 múi giờ trong nè. Rồi khi cái niềng trong xoay nè. Đó. Để xem giờ thế giới cái nhà, size con này là như 43 nha. 43 mà càng là 53 tay trên 16 mới đeo nổi. Đó, đáy vàng luôn, lộ máy. Đó. 2180 bao ship nha. Đó, có cả có tay. Nó chạy hai cốt nè, cái kim nhỏ nè, đó chạy. Rất rất đẹp ở nhà ơi. Ở dây khóa đồng nguyên rin hết nha, 2180 bao ship nha, sale test giá luôn này, sale work. Rồi con này em sale luôn 730 bao ship nha, hàng của Ý, pin năng lượng nha, ở chống nước 100 m, niềng xoay nhá nha, niềng khía xoay nè, mặt hai lồng, ở dây khóa đồng nguyên rin nha, còn thêm cái tăng đưa nữa nên dây nào vô cũng được. Đó, tay nào vẫn được, đáy xoáy nha. Con này như size 40, pin năng lượng khỏe nha cả nhà.
730 bao ship nha. Dây đang 19. Rồi, 730 bao ship nha. Con này sale nhẹ có nhà luôn, 950 nha, Citizen Vagary nha. Đó. Niền đá. Dạ quang xanh dương, size của nó là 42, càng của nó 47 à. Chạy cơ chế là 6 kim nha, mặt độc lạ. Citizen Vagary dừng reset. Dạ quang xanh dương. 930 bao ship nha. Đó, dạ quang. Đằng sau là đáy xoáy. Chạy máy Citizen. Rồi, một em đồng hồ Silen. Đây. Silen. Size của nó là 45, dạ quang cực sáng luôn. Con này hình như mới nha, 1680 bao ship cơ nha. Đó, chống nước 200 m. Chống nước 200 m nha, đáy xoáy, nấm cổ chai. Nấm cổ chai nè, nó dặn ra mình có thể chỉnh giờ, chỉnh lịch luôn. Đó, con này chống nước thoải mái nha. Cả nhà yên tâm đi tắm được luôn. Ôi, con này còn ngon nè cả nhà, kính ánh xanh nè. Kính ánh xanh nha, đó. Silen mặt huyết nè. 1680 bao ship nha. Nó len keng luôn đằng sau nè. Đáy xoáy. Rồi. Đây con dép Berlin này em sale chẳng cho cả nhà luôn, còn 2,5 triệu bao ship nha. Máy con này là sản xuất tại Đức, máy là máy Thụy Sĩ nha, 6 kim. Đó, bấm giờ thể thao nè, dừng nè. Reset nè. Đó. Em đang reset thử kim nữa coi. Đó, reset kim rồi nè, ợp nè. Nó có ợp on gì ở đây nè, như báo thức hay gì á. Nó kêu tít tít luôn nha cả nhà. À, nó có chỉnh gì nữa cả nhà. Đó. À, kim này chạy nè. Nó độc lạ nha, về cái nhà khám phá nha. Con này là máy Thụy Sĩ, sản xuất tại Đức. Đó, 2,5 triệu bao ship nha. Ừ. Dây khóa đồng nguyên rin. Size của nó là 42 nha. 42 càng 49 nha nha. Đó. À, chỉnh báo thức cả nhà ơi. Đó. Từ on là qua off. Dừng reset nè. Đó. Đọc lạ nha. Dạ, à, đâu để coi. Ủa, dạ quang xanh dương nhớ nha. Oh my god. Dạ quang xanh dương cọc số La Mã nha. Rồi, này mà em không khử đèn không biết luôn á. Mà em vẫn sale 2,5 triệu nha. 2,5 triệu thôi, qua ăn khác đi. Tiếp tục em sale cái nhà một con đồng hồ Bolit nè. Đó. Bolit thương hiệu của Ý. Chạy cơ chế 6 kim bấm giờ thể thao niền xoay nha. Niền xoay 6 kim một ô lịch. Đằng sau là đáy xoáy dây thép đúc nha. Size của nó là 44 mà càng thì cỡ 49 nha. Đó. Rất đẹp luôn, 930 bao ship nha. Để coi có dạo quen không. Có dạo quen nha. Đó, Bolit 6 kim bấm như thể thao nha. Đó. Dừng, reset. Đó, rất đẹp luôn, niền bao đẹp luôn, 930 bao ship nha. Em còn con này nha cả nhà. Đó, con này bị khách bơm nè. Nhất cái đầu thì cái khách quen không.
giao tới kêu không có tiền. Một em đồng hồ Emporio Armani nha, của Ý nha, nó niền bánh xe ở mặt trước giống như cái bảng điều khiển của xe BMW cái gì đó. Đó, rất là độc luôn, 1.280.000 bao ship nha. Đó, tiền ship thôi đã, tiền ship ra thôi đã 60, về 60 hết 120, size 42. Đó, càng 51 nha, tay phía trên 16 mới đeo nổi nha, lịch lọc chạy cơ chế 5 kim bấm về thể thao nhỏ nha, 5 kim dạ quang xanh dương. Dừng reset nè, độc lạ nha, dây khóa đồng nguyên liên đẹp keng luôn, đẹp keng luôn nhé nha, đáy xoáy nè, đáy nè. Ôi rồi rồi rồi, con này em cũng sale cho cả nhà luôn, 930 bao ship nha, đây sale size của nó hình như là 39. À, họ dạ quang nè, lịch cười nha, lịch thượng nha, đằng sau là đáy xoáy chống nước hình như 100 á. Thì con này dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ nha, tay tay 17 nè, 93 bao ship nhỏ nha, rất là đẹp luôn, dây khóa đồ nguyên riêng hết nha, đai xeo hãng của Ý, em chưa mở máy không biết là máy Nhật hay máy Thụy luôn nha cả nhà. Đó, lịch cười dạ quang sáng. Đó, lịch là ngày 28 nè. Rồi đây sale tiếp con này luôn nha, con này em mua vô hơn 2 triệu rồi, sale 2.180.000 bao ship nha. Đây đồng hồ cơ Oren Automatic sản xuất tại Nhật nha, lịch là lịch vạn niên luôn, mình không cần phải chỉnh gì hết, nếu mà chỉnh nhanh chỉnh bằng nút này thôi, thì ở đây là năm, ở trên là tháng, mình chỉnh làm sao mà số năm trùng với số tháng thì nó sẽ có phần thứ và phần ngày nó trùng nhau, đó là có lịch vạn niên, ví dụ hôm nay là thứ 6 ngày 3 nè, ngày mai là thứ 7 ngày 4 nè, ngày mốt là chủ nhật ngày 5 nè, thứ hai ngày 6, thứ ba ngày 7 đó, cả nhà không tin lên coi đi, tháng 11 á, thì con này size của nó là 43 càng 47 nha, tay 18 thoải mái luôn, dây 19 đổ về nè, đẹp len ken nhức nách sản xuất tại Nhật nha, đáy xoáy đó, Orange Watch nè, có hình con cá kiếm nè, dây khóa nguyên rin nha, đó, có hai con sư tử nè, ở đây cũng vậy, có hai con sư tử nè, đó, kim cọc vàng có dạ quang, nó chính hãng luôn, phơm mỏng nha, đó, tay 16 thoải mái luôn cả nhà, mặt vàng 2.180.000 bao ship nha. Rồi em còn vài con này em sale cả nhà luôn nha, 1.350 bao ship luôn. À, em còn một con màu vàng này nữa cả nhà. À, hàng new chưa qua sử dụng nha, Michael Kors phiên bản Rolex đó, dây đồ niền Rolex size của nó là 38 nha, size này quốc dân nha, tay nào vô cũng được hết luôn đó, 1.350.000 bao ship hàng mới 100% nha đó, dây là dây thép đúc, dây Rolex nè, 6 kim bấm giờ thao lịch lọc, hàng new còn nguyên siêu, khóa bấm đáy xoáy đấy còn nguyên tem đấy đó, 6 kim lịch lọc, 6 kim bấm giờ thao niền khí Rolex nha, lấp lánh rất là đẹp luôn cả nhà. Hôm nay em tổng thể xã thì được, mong cả nhà ủng hộ nha đó, chứ em có kiếm được tiền em săn hàng tiếp cả nhà ơi. Đây một em nguyên hộp luôn, hôm nay sale nhẹ cái nhà luôn, là Invista của Mỹ nha, giá mới của nó là 395 đô nha, tương đương với gần 10 triệu, như 10 triệu hơn đó nha, đây đó, dây thép đúc đằng sau là đáy xoáy chống nước 200 m, con này em bán 1.780 bao ship nha, nội cái hộp thôi cũng được 200 rồi đó nha, niền xoay niền khía
đó, chống nước 200 m nha, thoải mái chống nước luôn. Niền xoay nè, đó, niền xoay này có hẹn giờ nha cả nhà, gọi là bấm giờ thể thao hoặc đếm ngược thể thao nha. Ví dụ nè, cây kim này nó chỉ số 5, mình muốn 10 phút nữa mình nghỉ, mình bỏ hoàn không quay nữa, mình xoay đó. Đó, 10 phút nữa thì tới đây là số 10 nè, cây kim này đang chỉ cây kim phút nè, chạy lên đây là số 10 nghỉ, còn không là đếm ngược thể thao nha, đếm ngược thể thao. Ví dụ 10 phút nữa mình nghỉ, mình chỉnh số 50 ở đây đi đó, 10 phút nữa thì cho tới đây đó, đếm ngược nè, ở cái kim đó mà chạy tới đây rồi xong công việc. Thì đó là chức năng của cái niềng xoay nha, size 43, càng chỉ có 50, tay 16 thoải mái nha, dây thép đúc có đầy mi full vàng luôn đó nha, hàng new chưa qua sử dụng nha. Và đặc biệt con này là kính sapphire nha, mặt con này kiểu như mặt trắng ngà vàng đó nha, mở gà kính sapphire dạ quang sáng nha. Đó, rồi 1,80 bao ship nha. Đây em có con này em sale luôn, 650 bao ship nha. Casio quay shutter multiband 6, đo chéo là 41 giây rút nha, 650 bao ship. Chuông đèn rồi pin năng lượng khỏe. Đó, dưới em còn hai con đá test nốt, đá kính sapphire, đá là đá ceramic size 28 chưa nấm nha, 1.050.000 bao ship nha, ceramic test nó, đá thì không bao giờ cũ rồi, kính kính sapphire nữa, lịch lọc ở mặt thì đính thêm 3 viên đá nhân tạo nữa rồi đó, 1.050.000 bao ship nha. Đó là em mới sale sơ sơ thôi nha cả nhà, còn nữa nhưng mà em sẽ soạn sau đó, không biết khi nào lên lại. Đây con này 5 kim đi, sale của nhà hết vốn luôn, 1.100.000 nha, 1.100.000 nha, bỏ nè, 6 kim chân sau tháng nha, thứ ngày size của nó là 42 nha, cọc số La Mã, 1.100.000 dây thép đúc nha. Đây đằng sau có nguyên hình sư tử nè của Nhật, Japan made đó, 1.100.000 bao ship nha. Rồi con này em sale cả nhà hết vốn luôn nè, 1.280.000 bao ship nha. Valentino Domani nha, của Ý nha, lịch thượng nè, có full chữ là Sunday ngày nè đó, lịch thứ trên, size này size 36, dây thép đúc full vàng luôn đó nha, form Rolex nha, dây thép đúc nha, đáy vàng luôn mà biết rồi, chống nước một chống nước nè, chống nước 100 m nha. Đó, cực đẹp luôn, size 36 phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ, dây 19 nè đó, 1.280 bao ship nha. Mặt của nó đính nè mấy viên đá luôn, 10 viên đá nhân tạo, có 2 viên đá ống nè, niền khía nè, 1.280 bao ship nha. Đây lỡ rồi em lên thêm vài con này nữa đi, em nghĩ luôn. Dạ, rồi rồi, 2 con này là mới 100% nha, 3 con rồi đi. 2.180.000 bao ship nha, size 43, đồng hồ cơ nha, nó cầm nhẹ đã chạy cả nhà, hàng new chưa qua sử dụng nha, size 43, 2.180.000 bao ship nha. Đó, trời ơi, mua vô 1.800.000 1.900.000, lâu lâu mới có mà ôm số lượng nhiều mới được giá này cả nhà chứ đâu phải. Đó, mới 100% nguyên siêu nguyên cáp nha. Con này chạy cơ chế 4 kim, con này lộ nhiều nè, chạy cơ chế 3 kim. Size 43, dáng bo ôm tròn bóng nè, bo cong càng đùi ếch nè,
Đó, càng bự nè, càng nhỏ nè. Đó, tay 16 thoải mái nha. 2 triệu 180 ngàn bao ship nha. Rồi lên con cuối đi. Rồi nhiều quá. Đây. Con này sale hết giá luôn, 650 bao ship nha. Hãng là hãng Thụy Sĩ Charles Vogelee nha, lịch lọc. Size của nó là 28, con này phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha, hoặc nữ. Dây 19 luôn, nguyên hộp nha cả nhà. Đó, dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ hoặc nữ nha. Size của nó là 28 nè. Hôm nay em lên tới đây thôi. Em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Sắp Tết rồi. Năm nay khủng hoảng kinh tế ghê quá. Rồi. Em xin hết nha cả nhà.